Xin chào anh em, mình vừa xem một cái clip ở trên mạng, mình thấy các bạn ấy vệ sinh cái cục lạnh này của cái điều hòa này. Bây giờ mình cũng sẽ thử lên tháo cục lạnh này nhà mình ra xem bên trong nó sạch hay bẩn như thế nào để vệ sinh nhé. Mình thấy cái lưới lọc ấy, cái lưới lọc bụi ở cái điều hòa này rất là bẩn. Của mình xem cái video trên mạng rất là bẩn. Mà cái điều hòa này là mình cũng dùng được hình như là 3 tháng rồi. 3 tháng rồi, bây giờ mình sẽ lên xem cái điều hòa 3 tháng mà chưa được vệ sinh cục lạnh nó sẽ như thế nào. Đầu tiên thì mình vẫn sẽ phải tắt nguồn đi. Tắt nguồn cái điều hòa đi, và bây giờ mình sẽ treo lên để tháo nó ra. Đây là sợi tay phòng cái kéo. Bây giờ mình sẽ xé cái mát này nha. Chưa lấy ra được cái bụi này, sợ thật đấy. Mình sẽ tháo này ra. Cái điều hòa này mình rất là cao. Đây anh em ạ, mình vừa tháo cái cục lạnh ra bên ngoài và bỏ ra hai cái màng lọc đấy. Anh em có thể thấy sau khoảng 3 tháng sử dụng mà mình không vệ sinh ấy, điều hòa này mình mới lắp được 3 tháng thôi. Nhìn cái chỗ bụi này rất là đóng thành những cái lớp bờ ra đây này. Bây giờ mình sẽ đi rửa cái này. Và sau đó thì lấy một cái rẻ để vệ sinh cái cục ở trên đây. Thì các bạn có thể lấy cái vòi xịt thì các bạn xịt vào. Đây. Ui. Trời ạ. Nó bẩn dã man thế này. Yeah. Các bạn có thể thấy nó ra những cái lớp bụi. Đây, sau khi mình đã rửa sạch thì mình để một lát nữa cho nó khô, ráo nước thì mình sẽ lại lắp lại nhé. Bây giờ mình sẽ đi tiến hành lau lại cái kia. Bây giờ mình sẽ đi tiến hành lắp lại nhé. Bởi vì mình không thể tháo được toàn bộ cái cục này ra. Nếu như các bạn thuê những cái chỗ mà người ta rửa chuyên nghiệp ấy, người ta có thể tháo luôn cái cục nhựa ra để người ta xịt ở bên trong người ta rửa. Còn đây là mình chỉ chủ yếu là rửa cái màng lọc này và lau qua thôi. Anh em nên thực hiện cái màng lọc này, anh em có thể dễ dàng tháo ra và thực hiện hơn. Còn cái việc tháo cái vỏ nhựa kia ra thì khi nào có điều kiện anh em hãy thuê thợ để sửa nhé. Còn bây giờ mình sẽ đi lắp lại. Thank you.